Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh, một cái chuông cho Cali Sài Gòn nha. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Cali từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, đêm hôm qua thì mình có đi làm MC cho một cái đám cưới của người Việt. Chú rể là người Việt và cô dâu là người Lào cũng rất là vui, phải quý vị ha. Mình cũng có đăng lên trên YouTube, xin mời quý vị nhớ vào xem chút xíu nha cho vui. Cũng lâu lắm rồi, cách đây cũng mấy năm trời rồi mình không còn làm MC cho đám cưới nữa. Hồi trước thì lúc mà còn làm văn nghệ thì mình còn hay cùng với lại những ban nhạc ở trong khu vực local này, thành phố này. Nhiều khi mình làm MC cho ban nhạc này, ban nhạc kia nào, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, khá lâu, cũng phải trên mình nghĩ khoảng 4-5 năm mình cũng làm, nhưng mà hôm qua cũng đi làm lại cũng thấy nó cũng hơi bỡ ngỡ chút xíu, cũng nhưng mà cũng vui. Vâng, hôm nay thì mình chia sẻ lại vụ việc của cháu Hồ Văn Cường, cái show ca nhạc của cháu cùng với nữ danh ca Hương Lan, một dân ca chi bảo, một chi bảo dân ca, chi bảo dân ca, dân ca chi bảo, dân ca chi bảo, chi bảo dân ca. Hai người đỉnh là của đỉnh, không có bị ham. Dĩ nhiên là đối với lại dân ca Hương Lan thì cháu Hồ Văn Cường phải học hỏi thật nhiều, và hy vọng rằng lần này khi mà gặp được cây đại thụ này thì cháu sẽ học hỏi, và chị Hương Lan sẽ chỉ dẫn cháu cách luyến lái, cách ngân như thế nào, cũng như chị đã từng chỉ bảo cho Quang Lê và Di Trường, không biết chị rất thích những người nào mà chịu học hỏi, và nhất là những người nào trời cho cái giọng ca của sứ giả cảm xúc đó. Vâng, lần này gặp mặt thì mình nghĩ rằng là chị Hương Lan cũng rất vui khi gặp một thế hệ sau mà được nhiều khán giả ủng hộ từ trong và ngoài nước. Và hơn nữa cháu cũng đã là quán quân của Idol Kids. Thêm một cái nữa là cái giọng ca cảm xúc của cháu á, chị cũng đã nghe từ lâu rồi chứ không phải là không đâu. Và bây giờ gặp mặt cháu, chị cũng muốn thử sức cháu, hay là muốn xem cháu coi trình diễn tới đâu. Cháu Cường phải ngoan và nhớ, phải nhớ nghe, phải ca thật là xuất sắc và hay để cho danh ca Hương Lan ngó mắt xanh tới cháu một chút nữa. Như vậy là cháu sẽ hoàn thiện cái việc thanh nhạc của mình càng tốt. Vì cháu có danh ca Ngọc Sơn rồi nè, bây giờ đứng ca chung với lại danh ca Hương Lan, một người đã trải qua bao thăng trầm và mấy chục năm trong nghề, từ trong nước ra tới hải ngoại nữa, cho nên cháu, tất cả FC Sân Đồ Chúa đều hãnh diện cho cháu hết trơn đó, nhớ nha. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như chúng ta nói là show diễn ở ngày 3 tháng 12 chưa gì hết, cũng đã vé cũng bán cũng gần hết rồi, phải không quý vị ha? Rồi chưa có cái, cũng như là cái show diễn chưa xảy ra, nhưng lại có cái show diễn kế tiếp nữa là ở 61 ở quận 3, phải không quý vị ha? Vâng ơi, Trần Quốc Thảo hả? Nếu mà trong giữa tháng nữa mà có show, hay cuối tháng nữa có show, dĩ nhiên là chắc chắn là cháu sẽ phải có show Noel ở đâu đây, mình phải đón như vậy. Cháu mới có show vậy thôi mà Tà Mơ Thừa với bên kia nhảy cà tưng lên, mới có show tháng 3, 12 mà họ nhảy cà tưng lên, họ kiểu bằng sân si vô độ luôn á. Rồi thêm ngày 4 nữa cùng với danh ca Hương Lan, trời ơi họ đụng chạm tới danh ca Hương Lan nữa, nhất là Tà Mơ Thừa có những câu rất là vô dân qua. Rồi nếu mà cháu mới có chỗ cái show 4 tháng 10, 12 ha, thì họ kêu bằng là lên tăng sông hay là bị động kinh gì á. Ôi da, họ tràn vô họ nói cái này kia, nó giết mà chúng ta cảm thấy rằng bây giờ không ai muốn nghe nữa, bên kia nói nữa. Bây giờ mà cháu mà có cái show nào mà nó end hay là cuối tháng 12 nữa, tôi nghĩ chắc họ ra ngoài đường họ giật kinh phong luôn có gì vậy. Hay là mặt mày trợn lên ha. Một đứa ca sĩ
đã không còn liên quan gì đến và cái idol của họ. Cháu Văn Cường đã tách riêng và có cuộc sống riêng, cũng như cháu đi học và đi làm, đem tiếng hát lời ca của mình để làm kinh tế và kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này. Thì mạnh được ai nấy đi, nhưng mà họ thì lại không, họ cứ bám cái tên của Hồ Văn Cường, quý vị nha. Rõ ràng là bám víu cái tên Hồ Văn Cường để kiếm ăn từng đồng cắt bạc ở trên YouTube. Vậy mà cứ nói giống như là ta đây làm việc từ thiện, lấy lời nghĩa công bằng cho người đã khuất, không có con khỉ gì mà công dòng thì có. Quý vị thì nghĩ coi, lúc nào họ lên đây mới vô là bán hàng online, rồi vô cái dùng những lời xéo sắc cho Hồ Văn Cường, gia đình cho Hồ Văn Cường và những người ủng hộ cho Hồ Văn Cường luôn, cả danh ca Hương Lan họ cũng nói luôn. Rồi xong xuôi cái xin tiền từ thiện, bán hàng online, chỉ có nhiêu đó thôi, làm đi làm lại hoài à, chứ chả có biết cái gì hết trơn á. Cuộc đời của họ chỉ biết là lợi ích cá nhân và chửi bới người khác, nhất là thông tin bị đặt và vu khống mà chúng ta đã thường nghe rồi, phải không quý vị ha? Vâng, thì hôm nay và dở lại những cái breaking news hoặc là coi những tờ báo viết cho Hồ Văn Cường thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau quý vị nha. Tin vui nói tiếp tin vui. Người hâm mộ vô cùng háo hức trước thông tin mới về Hồ Văn Cường. Thì mới đây chúng ta cũng đã biết cộng đồng người hâm mộ cháu Hồ Văn Cường cùng hào hứng trước thông tin là cháu sẽ có một đêm ca nhạc là khách mời cùng với danh ca Hương Lan. Được biết đây là lần hiếm hoi của nữ danh ca nhận lời hát cho một phòng trà ở Việt Nam sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Đáng chú ý là thời gian diễn ra đêm ca nhạc chính là Hồ Văn Cường kết thúc show diễn ở Hà Nội vào đầu tháng 12 sắp tới. Hồ Văn Cường sẽ xuất hiện cùng danh ca Ngọc Sơn và cùng một số nghệ sĩ nữ nổi tiếng trong dòng nhạc dân ca và trữ tình. Dĩ nhiên là mình biết là nhiều khán giả cũng biết hết trơn rồi và FC cũng biết rồi, nhưng mà tin vui thì mình nói tiếp tin vui, mình đọc lại cho nó lan tỏa tình thương yêu. Mình đọc lại để cho khán giả ở bên phía bên kia họ biết luôn, không quý vị ha. Mình cứ nhồi nhét cho họ biết chút xíu đi. Trước đó thông tin về đêm nhạc đã khiến nhiều người chú ý, chính là cách mà ban tổ chức chương trình gọi Hồ Văn Cường trên poster đem diễn, thay vì là ca sĩ hay là ngôi sao ca nhạc mà ban tổ chức lại gọi cháu với một cái tên rất dễ thương với bốn từ là sứ giả cảm xúc. Được biết đây là danh xưng mà Hồ Văn Cường được nhiều người ưu ái dành tặng cho nhờ giọng hát truyền cảm chạm đến trái tim của khán giả, không phải chạm tới trái tim của khán giả. Thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ khác nhau. Vốn là một ca sĩ có tính cách hiền lành, thân thiện nên Hồ Văn Cường đã nhận được sự quan tâm, yêu mến từ khán giả ở mọi lứa tuổi hết. Cái chuyện này cũng rất hiếm khi mà có ca sĩ trẻ nào được như vậy, phải không quý vị ha? Kêu bằng là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều thương mến và ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường. Những đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường đều thu hút một lượng khán giả và những người hâm mộ trong FC Xanh Đọt Chuối. Những hình ảnh Hồ Văn Cường đeo vòng hoa nè, vòng tiền nè, kính cổ sau mỗi đêm diễn là chứng tỏ cho thấy tình cảm của khán giả dành cho Hồ Văn Cường rất là lớn. Không phải như PR, không phải như là những cái trò mà nó thấp hèn, phải quý vị ha, nhưng mà người ta đã từng làm đó. Trước đó không chỉ nhận được nhiều show diễn mà Hồ Văn Cường còn khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Nam danh ca Ngọc Sơn tiết lộ mức cát xê của Hồ Văn Cường với con số là 200 triệu đồng. Cái con số đó thì chúng ta cũng đã nghe rất nhiều lần. Với một nam ca sĩ trẻ như là Hồ Văn Cường, thậm chí còn tương đương với nhiều ca sĩ mà tên tuổi trên thị trường âm nhạc hiện giờ. Và nhắc lại chuyện xưa, thì danh ca Ngọc Sơn đã từng thẳng thắn nói rằng cát xê của Cường 200 triệu hoặc 1 tỷ đều xứng đáng. Đó là chuyện bình thường thôi, tôi thích thì tôi cho thêm, chỉ thôi, không có cái gì chứ. Hoặc là bữa đó tôi mở show,
Thay vì tôi ước tính ra là tôi lời 5 tỷ, bây giờ tôi lời tới 10 tỷ, bây giờ tôi cho thêm 1 tỷ nữa, chuyện cũng bình thường. Ngoài ra, nam danh ca còn bày tỏ tôi xem Cường như là con ruột luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ em ấy hết mình, Cường ngoan, hiền, lễ phép, hiếu thảo nữa. Đó là những điều mà tôi trân quý. Bây giờ chúng ta nhắc lại danh ca Ngọc Sơn là một con người đạo đức nè, nhân cách sống là rất hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên nếu mà học trò nào của Ngọc Sơn mà có những cái điều kiện đó và hội đủ tất cả những cái gì mà danh ca Ngọc Sơn nhìn thấy là anh ta ủng hộ hết mình. Dù được khán giả gần xa yêu mến, nhưng tôi luôn dặn cháu phải hoàn thành tốt chương trình đại học, có kiến thức trước rồi hãy lo và cho cái đam mê của mình. Tôi luôn hướng Cường vào những điều tốt đẹp nhất để hoàn thiện nhân cách và đối nhân xử thế. Hiện Hồ Văn Cường có trợ lý riêng để nhận show cát xê đi hát, cũng được di chuyển về số tài khoản của Hồ Văn Cường. Dẫu vậy, trước khi nhận lời mời nào, nam ca sĩ cũng đều hỏi ý kiến của thầy của mình, chính là danh ca Ngọc Sơn, để cho danh ca Ngọc Sơn tư vấn có cái show đó mình có nhận được không, hay là cái show này con có nhận như thế nào. Ngọc Sơn tin chắc chỉ trong một thời gian ngắn rèn luyện thì Hồ Văn Cường sẽ trở thành là một trong những viên ngọc sáng, một giọng ca đầy ấn tượng trong làng nhạc Việt. Khi mà nói về cậu học trò của mình thì danh ca Ngọc Sơn lúc nào cũng hào hứng, lúc nào cũng tươi cười và dành những lời có cánh nhất với lại cậu học trò trẻ này. Ngày xưa thì mình cũng tưởng Hồ Văn Cường là học trò trẻ tuổi nhất, nhưng mà sau này Ngọc Sơn còn nhận thêm một bé ở Đức, đó là bé Ngọc Thảo, phải không vị ha? Hai người này mà kết hợp với nhau song ca rất là hay đúng không vị ha? Tuy rằng bé Ngọc Thảo cũng chỉ là mới một cái hình tượng gần đây thôi, nhưng mà cũng lấy được cảm tình của khán giả rất là nhiều. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Kali Sài Gòn chia sẻ cuối tuần trong những thông tin. Quý vị biết rồi, quý vị chưa biết thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Chia sẻ không bao giờ thừa. Và cái tình thương yêu của quý vị dành cho cháu Hồ Văn Cường nó sẽ lan tỏa nhiều hơn. Ví dụ bên kia bây giờ có 10 người hiểu lầm cháu, bây giờ quý vị lan tỏa, quý vị nhắc đi nhắc lại, và chúng ta minh chứng cho những YouTuber kia chỉ là những sự vu khống và bịa đặt, thì bây giờ họ sẽ còn chỉ còn 9 người thôi. Rồi chúng ta lan tỏa nữa thì bây giờ hiểu lầm cháu chỉ còn 8 người. Chúng ta tiếp tục làm như vậy thì từ từ nhiều khán giả và sự lôi cuốn từ cái cách sống và nhất là thực lực giọng ca của cháu sẽ lôi cuốn nhiều khán giả trở về và minh chứng rằng tất cả con đường cháu đang đi và những gì danh ca Ngọc Sơn bầu thị dành cho cháu đều chuẩn xác và chuẩn mực. Cảm ơn tất cả quý vị, nếu thấy thông tin này hữu ích thì bấm cái chuông cho mình cái like và đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn nha. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã nhiều. Xin chào và hẹn lại một lần sau. Bye bye.